Cô chào tất cả các bạn học sinh. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các con trong tiết học toán ngày hôm nay. Trước khi vào tiết học, chúng ta cùng đến với hoạt động khởi động. Ở hoạt động này, cô có một trò chơi. Các bạn có sẵn sàng chơi cùng cô không nào? Trò chơi của cô mang tên Đoàn tàu tìm số. Cô có một đoàn tàu chở khách từ Bắc vào Nam, nhưng để đến được thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của chúng ta thì nó phải trải qua 3 thử thách với 3 câu hỏi. Các con hãy giúp đoàn tàu đến nơi an toàn bằng cách chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào! Thử thách thứ nhất, 10 bằng hỏi chấm. Với 3 đáp án A, B, C ở bên dưới, chúng ta sẽ chọn đáp án nào nhỉ? À đúng rồi, 10 bằng 10, nên chúng ta sẽ chọn đáp án C là số 10, đúng không nào? Chính xác rồi đó, đoàn tàu của chúng ta đã vượt qua thứ nhất rồi. Thử thách số 2. Cô có dãy số 10, hỏi chấm, 8, 7. Các con hãy lựa chọn giúp cô một đáp án đúng trong 3 đáp án ở bên dưới để hoàn thành dãy số này nhé. Trước tiên, các con hãy cho cô biết đây là dãy số tăng dần hay giảm dần nhỉ? À, đây là dãy số giảm dần. Vậy theo các con, số cần điền vào chỗ chấm là số mấy trong 3 đáp án A, B, C ở bên dưới? Đúng rồi, chúng ta chọn đáp án B là số 9, ta sẽ được dãy số như sau. 10, 9, 8, 7. Như vậy, đoàn tàu của chúng ta lại tiếp tục di chuyển rồi. Thử thách cuối cùng, các con hãy cố lên nhé. Cô có câu hỏi 3 chấm 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 10. Theo các con, 3 bé hơn, lớn hơn hay bằng 10? Hoàn toàn chính xác, 3 bé hơn 10 nên chúng ta sẽ chọn đáp án A, đúng không nào? Như vậy là đoàn tàu của chúng ta đã đến thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp rồi. Cô khen các con đã hoàn thành rất tốt trò chơi khởi động này. Ở tiết học trước, các con đã được làm quen với số 10 và cũng đã được thực hành làm một số bài tập rồi. Để khắc sâu kiến thức về cách tách, gộp các số trong phạm vi 10, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết toán ngày hôm nay. Bài số 10, tiết 3. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang số 49 hoặc theo dõi trên màn hình của cô nhé. Chúng ta cùng đến với bài tập số 4. Bài tập 4 yêu cầu chúng ta tìm xe cho bạn. Các con hãy quan sát kỹ bức tranh này và cho cô biết chúng ta cần phải tìm xe cho những bạn nào? À đúng rồi, chúng ta cần phải tìm xe cho 5 bạn là bạn thỏ, bạn dê, bạn chó, bạn gà và bạn chuột. Ở đây các con thấy mỗi bạn được phát một chiếc thẻ xe có số khác nhau. Trong tranh các con cũng đã nhìn thấy bạn ong vàng đã tìm được chiếc xe cho bạn thỏ, đó là chiếc xe màu kem. Vậy cô đố các bạn biết, tại sao bạn ong lại tìm được chiếc xe của bạn thỏ là chiếc xe màu kem nhỉ? À đúng rồi, các con hãy quan sát kỹ nhé. Chúng ta thấy chiếc xe màu kem có hai số, đó là số 2 và số 7 ở mỗi bánh xe. 9 là số thẻ xe của bạn thỏ. Chúng ta thấy 9 gồm 2 và 7.
hay gộp 2 và 7 được 9, nên chúng ta sẽ biết được xe của bạn Thỏ là xe màu kem. Tương tự như vậy, các con hãy bấm dừng video và hãy tìm giúp cô xe cho các bạn còn lại nhé. Các con đã tìm xong chưa nhỉ? Bây giờ các con hãy so sánh bài làm của mình với đáp án bài làm của cô xem có giống nhau không nhé. Cô sẽ tìm được chiếc xe của bạn Dê là chiếc xe màu xanh lá. Chiếc xe của bạn Chó là chiếc xe màu tím. Chiếc xe của bạn Gà là chiếc xe màu xanh ngọc. Và cuối cùng, chiếc xe của bạn Chuột là chiếc xe màu đỏ đấy các con ạ. Cô khen tất cả các con đã hoàn thành tốt bài tập này. Chúng ta cùng đến với bài tập tiếp theo, bài số 5. Bài 5 yêu cầu chúng ta làm gì nhỉ? À, bài 5 yêu cầu chúng ta tìm kết quả của cuộc đua xe đúng không nào? Các con hãy quan sát kỹ bức tranh ở bài 5 và cho cô biết có mấy chiếc cúp. À, đúng rồi, có 3 chiếc cúp là cúp vàng, cúp bạc và cúp đồng, tương ứng với 3 giải thưởng, đó là giải nhất, giải nhì và giải ba đúng không nào? Vậy giải nhất sẽ được cúp gì? À, giải nhất là giải cao nhất nên sẽ được chiếc cúp có giá trị nhất, đó là cúp vàng. Giải nhì sẽ được cúp bạc và cúp đồng sẽ dành cho giải ba đấy các con ạ. Như vậy, chúng ta sẽ cần phải xác định ba bạn về đích sớm nhất để trao cúp đúng không nào? Vậy cô đố các bạn biết những bạn nào sẽ được nhận cúp trong cuộc đua này? Dựa vào vị trí của các bạn trong tranh, chúng ta sẽ rất dễ dàng tìm được chủ nhân của các giải thưởng đúng không nào? Bạn Thỏ đi chiếc xe màu vàng là người cán đích đầu tiên nên Thỏ sẽ giành được vị trí số 1. Tiếp theo, bạn nào có vị trí gần đích nhất sẽ là bạn về đích tiếp theo. Như vậy, chúng ta thấy bạn Chó đi chiếc xe màu đỏ là bạn về đích thứ 2. Và bạn Chuột chạy chiếc xe màu xanh lá là người về đích thứ 3. Như vậy là chúng ta đã xác định được ba bạn về đích sớm nhất rồi đúng không nào? Người về đích đầu tiên giành được cúp vàng đó chính là bạn Thỏ. Người về đích thứ hai đạt được cúp bạc đó chính là bạn Chó. Và bạn về đích thứ ba giành được cúp đồng đó chính là bạn Chuột. Chúng ta cùng chúc mừng cho các bạn nào! Chúng ta vừa cùng nhau trải qua hai bài tập rồi. Cô thấy các con hoàn thành rất tốt, vì vậy cô sẽ thưởng cho các con nghe một bài hát trong lúc giải lao nhé. Nào, bạn nào thuộc hãy vỗ tay và hát cùng theo cô nha. Chúng ta cùng tiếp tục tiết học với bài tập cuối cùng, bài số 6 nhé. Bài số 6 yêu cầu chúng ta nói theo mẫu câu: có chấm 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 con cá, gồm chấm 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 và chấm chấm chấm.
Các con hãy quan sát kỹ bức tranh ở bài 6 và cho cô biết trong hồ cá này có tất cả bao nhiêu con cá? À, trong hồ cá có tất cả 10 con cá đúng không nhỉ? Vậy bạn nào cho cô biết bên trái hồ có mấy con cá? Bên phải hồ có mấy con cá? À, bên trái hồ cô thấy có 4 con cá, còn bên phải hồ cô thấy có 6 con cá. Vậy cô sẽ nói có 10 con cá, gồm 4 con bên trái và 6 con bên phải. Các con hãy nói lại theo cô nhé. Có 10 con cá, gồm 4 con cá ở bên trái và 6 con ở bên phải. Vậy, dựa vào mẫu câu này, các con hãy viết giúp cô sơ đồ tách gộp tương ứng nào. Các con đã viết được sơ đồ tách gộp chưa? Cô có sơ đồ tách gộp như sau. Dựa vào sơ đồ này, cô biết được 10 gồm 4 và 6, 10 gồm 6 và 4, hoặc gộp 4 và 6 được 10, gộp 6 và 4 được 10. Như vậy, cô đã dựa vào vị trí của các con cá trong hồ cá này để nói được mẫu câu theo yêu cầu của bài tập. Các con hãy quan sát và suy nghĩ thật kỹ xem liệu có còn cách nói nào khác nữa không nhỉ? Cô gợi ý nhé! Các con có thể dựa vào màu sắc này, kích thước và hình dáng của các con cá ở trong hồ để nói theo mẫu câu nhé. Các con đã có đáp án của mình chưa? Cùng theo dõi thêm một số cách mà cô đã tìm được nhé. Cô thấy ở trong hồ có 5 con cá màu vàng và 5 con cá màu hồng. Cô sẽ nói, có 10 con cá gồm 5 con cá vàng và 5 con cá hồng. Cô cũng có sơ đồ tách gộp tương ứng với mẫu câu trên. Dựa vào sơ đồ tách gộp này, cô biết 10 gồm 5 và 5 hay gộp 5 và 5 được 10. Quan sát kỹ tranh, cô lại thấy được trong hồ có 1 con cá to và 9 con cá nhỏ, nên cô sẽ nói có 10 con cá gồm 1 con cá to và 9 con cá nhỏ. Cô cũng có sơ đồ tách gộp tương ứng. Cô có 10 gồm 1 và 9, 10 gồm 9 và 1, gộp 1 và 9 được 10, gộp 9 và 1 được 10. Cuối cùng, dựa vào hình dáng bên ngoài của các con cá, cô thấy trong hồ có 3 con cá có dạng hình tròn và 7 con cá có dạng hình tam giác. Cô nói, có 10 con cá gồm 3 con cá tròn và 7 con cá tam giác. Cô cũng có sơ đồ tách gộp và các cách nói tách gộp tương ứng như sau. 10 gồm 3 và 7, 10 gồm 7 và 3, gộp 3 và 7 được 10, gộp 7 và 3 được 10. Như vậy, ở bài tập này chúng ta thấy có rất nhiều cách để nói theo mẫu câu mà bài tập yêu cầu đúng không nào? Sau khi làm xong bài 6, cô có các sơ đồ tách gộp số 10. Các con hãy cùng quan sát lại giúp cô nhé! Chúng ta đã vừa cùng nhau hoàn thành các bài tập còn lại của bài số 10 rồi. Cô khen tất cả các con đã có sự cố gắng hoàn thành tốt các bài tập. Ở nhà, các con hãy ôn lại các bảng tách gộp trong phạm vi 10 và dựa vào bảng tách gộp để nói các cách tách, cách gộp số nhé. Tiết học của cô đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo.